Chị Vy đang ngỡ, chắc đang ngồi ha. Chị Vy có ngủ gì không? Chờ thêm chút nữa của bạn đi vô. Nhóm bạn ha, nhóm bạn thì có so sánh hơn, so sánh kém, so sánh bằng thì nó đều dính vô hết. Bạn là nó thuộc cái kiểu so đo trong cái tánh tham, trong cái nhóm tánh tham. Con mà có cái bảng điều chi pháp bảng đó đó thì con cũng có thể nhìn cái nhóm tánh tham. Thì không phải lúc nào trong cái nhóm tánh tham nó đều có ngã, nó đều có ngã mạn. Ok tụi Linh à, không phải lúc nào ngã mạn cũng đi kèm với tánh tham lam, nhưng mà nó thuộc trong cái nhóm tánh đó. Khi mà con nói cái vế về sau đó đi, tức là mình so là mình đã dính tham rồi mà mình còn so cái sai nữa, suy nghĩ nó còn theo cái hướng bậy nữa, là nó bị ngu trong đó nữa, kém trí trong đó nữa. Thì cái chỗ này cô mày cũng có nói một lần rồi đó. Bây giờ mình hỏi là mình không so, mình không có so sánh, mình không có đối chiếu với bất kỳ cái gì được không? Không, mình không có cực đoan như vậy. Vậy thì lấy đâu ra mình biết cái nào tốt, cái nào xấu, cái nào tối ưu hơn để mình đi làm? Lúc nào cũng nói với mình là con sửa mình nha, là con phải chọn cái cách nào tối ưu nhất nha, nó phù hợp nhất để mà con có cái sự thăng tiến nha, chứ không phải cào bằng làm như tất cả những cái người khác. Thì trong đầu mình phải nghĩ đến một cái câu hỏi là vậy thì đó có phải là so sánh không? Vậy thì nếu đó cũng là so sánh luôn thì mình biết bám vô cái gì để mình biết là tối ưu hơn hoặc là không tối ưu? Vậy thì cái vấn đề này em có lần cô mới nói, mình so là mình so với các cái tiêu chí, chứ mình không có so với một cái người nào. Tại vì quý vị học bên siêu lý mẫu giáo đó, ở một người đó, nó là một cái sự hiệp thành của rất nhiều thứ chứ định mà. Trong đó có danh chơn và phi danh chơn mà, quy một cục đó, mình không có làm ăn gì được hết trơn á. Mà khi mình cần phải so sánh đối chiếu thì mình phải có những cái bộ tiêu chí cho nó xịn. Chẳng hạn như bây giờ con nói con nhìn lấy người kia, con thấy họ kiên nhẫn quá, thì mình dựa trên những cái tiêu chí làm nên cái sự kiên nhẫn ít nhiều để mình theo, chứ mình dựa trên cái người đó làm gì. Chẳng hạn như quý vị thấy ồ thầy Dũng có cái tư duy phê phán dữ dội quá, thì quý vị bỏ cái vế thầy Dũng đi, quý vị đi vô quý vị tìm coi cái cách nào để mình phát triển cái tư duy phê phán dữ dội rồi quý vị làm. Cái lúc mà quý vị bắt đầu quý vị làm theo những cái tiêu chí đó thì quý vị còn dở. Cái dở đó là cái dở liên quan đến cái tư duy phê phán, rồi sau đó nâng lên mức trung bình khá, rồi tốt hơn, nhạy bén hơn, sắc sảo hơn, kiểu như vậy. Thì cái đó mới là cái chuyện mà mình cần làm. Hồi xa xưa cũng có một bạn và cũng có một vài bạn khác nói là nhiều lúc thấy cô dẫn mấy cái thót mà cô đặt câu hỏi ấy, thấy nó ứng biến linh hoạt quá, muốn làm được vậy ghê. Thì cô cũng nói y chang như cái gì mà cô nói với Vi từ nãy giờ. Mình dựa trên cái việc, mình dựa trên cái vấn đề và cái tiêu chí để thành tựu cái vấn đề đó để mà mình làm. Được ha. Ok.
chứ không là sẽ dễ sa vào cái trạng thái sắc bất thị không, không tức thị sắc của Trung Quốc nha. Không có so với gì hết trơn đó. Sống trên cuộc đời này là không có mục đích gì hết á, có đích như vậy là tha mồi là chết luôn nha quý vị. Cho nên phải hết sức cẩn thận. Còn ai nữa? Bữa nay mình đi tiếp cái phần cuối, cái giới thứ tư ha, tức là tránh xa sự hiểm nguy từ cái việc nói lời không thật. Và nói lời không thật thì nó có liên quan đến cái chuyện mà mình nói dối, mình nói lời chia rẽ, nói lời độc ác và mình nói lời nhảm nhí vô nghĩa. Thì cái đó là ôm sơ sơ, tại vì bữa nay thấy có trang với lại có định nói. Các cái ghi hình hình như là Tân cũng có để trên nhóm đó. Cho nên là quý vị rảnh rảnh quý vị cũng có thể gọi để coi. Những cái gì được bàn luận trong cái lớp này nó cũng cập nhật lắm quý vị. Cũng vui chứ cũng không nói đến nỗi quá là khó khăn. Cho nên là quý vị có mở lên quý vị nghe lại thì chắc quý vị cũng không có được. Vậy đó hả Vi? Xung quanh thấy nhiều nhiều người vậy quá hả? Cái đó là con phải suy nghĩ lại cách ăn ở của con đó đó Vi. Sao mà mấy cái người vậy cứ đè con ra mà kể cho con nghe mấy cái chuyện vậy không? Giống như có lần cô My có phân tích vấn đề của chị Duyên đó, nhớ không? Chị Duyên nói là sao đi đâu cũng gặp mấy cái người mà người ta hay lấy đồ của mình người ta xài ghê. Chị phân tích một hồi, giải thích một hồi cái nói này chắc cũng do một phần lớn ở nghiệp của mình ha. Một cái chuyện gì đó mà nó lặp đi lặp lại với gì, mà cho dù ở cái thời điểm hiện tại bây giờ quý vị xét thấy là quý vị không có làm cái gì nó sai nó quấy, mà cứ gặp cùng một kiểu như vậy thì mình biết cái đó là cái dấu hiệu, cái chuyện đó, cái thứ đó nó đến để mà cho mình sửa mình một đợt cuối cho nó xong á. Chị hình dung không? Sửa một đợt cuối cho nó xong. Có thể là cái chuyện đó mình đã sửa rất lâu dài rồi và nay mình chỉ gặp một số người như vậy thôi, chứ ai biết được trong những cái khoảng thời gian trước á, mình cũng như người ta vậy đó. Lâu lâu cái mình khều khều cái đứa cái bên, ơi ơi để tao nói cho mày này nghe, tao mới nghe được cái chuyện này. Hình dung không quý vị? Cho nên đó là một cái dấu hiệu để mình sửa cho rốt ráo ha. Bữa nay mình học một cái mà đang show ở trên cái màn hình đó, làm sao để giảm thiểu việc nói lời không không thật. Cái lớp này tại vì nó là học nhóm ha quý vị ha, cho nên là thiên về cái hướng là trao đổi giải quyết vấn đề vấn đáp. Những cái bài học của mình học cũng ít và những cái tình huống để mà đưa vô xử lý thì nó sẽ rất là nhiều. Bây giờ mình nói đến cái phần thứ nhất nha quý vị. Lớp này đáng lý ra có bà Duyên với có bà Bình nữa ha, thấy vắng hết trơn. Ở đây tôi có nêu ra 8 cái điều để mà quý vị có thể suy xét giúp cho quý vị giảm thiểu cái việc nói dối, và song song đó phải song song đó nha quý vị, tăng cường cái sự chân thật. Ở đây quý vị có từng lau nhà không hay quét nhà cũng được? Có ha. Vậy thì quý vị quét cái nhà là để cho nó đừng bao giờ nó dơ nữa, hay là quý vị quét cho nó sạch và quý vị cố gắng để quý vị tìm cách để giữ cho nó lâu dơ? Thì khi mà mình đối diện với một cái chuyện gì đó mình cần làm của quý vị thì một mặt là mình có cái sự ngăn trừ, tức là có ngăn chặn và giảm trừ, và một mặt là mình phải dung nạp thêm.
mình phải gieo mới thì cái điều phải đúng tốt, hai cái điều đó là song song. Có người á họ giỏi, họ thuần thục trong cái chuyện là họ trừ việc những cái thứ mình xài nó xấu, làm hoài luôn, làm với một cái sự hăng say luôn. Nhưng mà lâu lâu với những cái người đó quý vị cũng kiều kiều ta, nhưng quý vị nói gieo mới thêm đi, chứ sống vậy cực lắm á, sống vậy khổ lắm á. Không, mình phải có cái hướng mới, cái hướng đúng. Vậy thì ở đây có 8 điều ha, nó song song với nhau. Thứ nhất á, để mà mình giảm nói dối và tăng cái sự chân chánh, thì đầu tiên mình phải biết cái điều chi là chân chánh. Một cách khái quát nhất và một cách chi tiết. Khái quát đó là gì? Thiện, bất thiện. Ok nhỉ. Chi tiết đó là gì? Trong cái nề nếp sinh hoạt học hành của mình, cái điều chi mới là chân chánh. Mình phải biết chứ. Thì cái đó là cái yếu tố đầu tiên ha, để giúp cho mình. Rồi thứ hai nữa là mình phải biết cái điều gì là dối gian. Giống như là quý vị đi tìm, quý vị đi thu thập, quý vị đi ghi nhận tất cả những cái ngoại nhiên pháp á. Chờ đây mà học cái lớp LT1, hoặc là học cái lớp luận lý buổi sáng, hoặc là học hình như ở đâu thì thầy Dũng cũng có dùng cái từ này. Thì mình phải biết thêm nữa là cái điều chi là dối gian. Giống như khi mà quý vị học vô các cái chi pháp của năm giới đó, quý vị mới ngã ngửa ra. Ồ, thì ra như vậy là nó sai. Mình cũng phải biết cái điều chi là nó sai nữa. Rồi sau đó là mình biết cái lợi ích của sự chân chánh. Phòng trường hợp mà mình biết cái điều gì là chân chánh rồi, mình có cái tiêu chí để xác định cái việc chân chánh rồi, mà mình lì, mình không chịu làm ở tâm, thì mình phải xác định thêm cái thứ ba nữa. Đó là biết lợi ích của sự chân chánh. Hay có nhiều những cái sự hồ nghi quá đó, nghi ngờ quá đó, so đo, so cái này so cái nọ đó, thì cũng rất cần trợ bởi cái điều số 3 này nè quý vị. Rồi sau đó là mình có cái nỗ lực để mình xa cái lời dối gian và mình nói cái lời chân chánh. Chẳng hạn như trước đây á, mình mở cái miệng ra, cái mình nói dốc không à. Thì bây giờ mình có cái sự nỗ lực để mình kéo giãn cái suy nghĩ, cái sự suy xét của mình ở ngay cái lúc đó, làm chậm lại cái quá trình miệng nhanh hơn não, hay nói chính xác hơn là cái miệng nó nhanh hơn cái tâm thiện ha. Mình làm chậm cái đó lại để mình suy xét, mình lựa cái lời nói chân chánh để mình nói. Cái số 4, quên cái số 4 là số 4 là phải biết cái tai hại, rồi đến cái số 5 là mới cái nỗ lực. Cái số 6 là xa về ý và thể lý luôn, tức là sao, trong cái suy nghĩ của mình đó là mình không có cái sự hoan hỷ, không có cái sự vui theo, không có cái sự a vui với những cái lời nói dối gian. Cho dù quý vị nghe trên tivi, quý vị đọc trong sách, hay là quý vị gặp một cái người bạn nói trực tiếp cho mình đó, thì trong cái ý cái tứ của mình không có đồng ý chuyện đó. Sai là sai à. Và về thể lý tức là sao? Ok thanh, tức là mình không có cái sự mong muốn gần gũi thân cận với những cái người mà cái nết quen nói những cái điều dối gian. Cái này thì rất là cẩn trọng ha, tại vì nhiều lúc á quý vị không có chọn được cái môi trường để quý vị làm việc, quý vị sinh sống, và quý vị cũng không có cái ý muốn là quý vị lọc bớt cái mạng lưới mối quan hệ của mình nữa, và ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng ha. Cho nên cái phần số 6 này mình để ý, và thân cận sống trong sự chân chánh. Mình thử hỏi là khi mà quý vị ngó xung quanh đó, quý vị đang gần sống với cái cự ly gần với những cái người mà hay ăn đằng sóng nói đằng gió đó à,
Trong cái tình huống là quý vị sống gần những cái người như vậy luôn á, thì quý vị có khả năng để quý vị thân thân cận và sống trong sự chân chánh á. Có không? Kịp câu hỏi không ta? Trong cái bối cảnh là quý vị sống gần với những cái người trong cái môi trường mà người ta nói những cái lời dối gian thường xuyên á, bình thường đối với những người đó, thì có khả năng quý vị thân cận và sống trong sự chân chánh không? Trang trả lời là không. Thiên Anh trả lời là không. Tân trả lời là vẫn có. Cái câu trả lời vẫn có đó có làm cho những bạn trả lời không suy nghĩ lại không? Chứ nếu mà thẳng đùn đột là không luôn, 100% khi quý vị sống gần và sống trong những cái môi trường như vậy, quý vị không có một chút xíu chân chánh nào, thì tôi đã khuyên quý vị là bỏ đi, cúng gói đi. Mà quý vị phải làm như vậy rồi, chứ quý vị không có cần tôi phải khuyên nữa. Quý vị kịp không? Đúng là nó khó chứ. Nhưng có không? Mình phải xác định là làm được. Tại vì nếu mình không có làm được, không còn cách nào tối ưu nhất cho mình vào cảnh huống đó, mình chịu chết à. Mà mình chịu chết là tại vì cái ý nghĩ ban đầu đó của mình à. Hiểu không quý vị? Trong số tất cả những cái điều mà những người xung quanh của mình á, mọi người vẫn nghe mà đúng không? Đó. Thì thứ nhất á, tôi vừa mới nói với quý vị về cái sự ráp nói của một con người luôn. Tôi mới vừa nhắc lại cái bài đó cho quý vị luôn. Vậy thì cho dù một người ở trong một cái môi trường mà đa phần theo cái hướng là nói những lời dối gian, thì người ta cũng có những cái phần mà nó sáng chứ hả? Cũng có những cái điểm nó tối ưu chứ hả? Sao mình nhìn người ta đen thù lùi từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài vậy mấy đứa? Người kỳ quá ha. Nếu mà nhìn như vậy chắc cái trung tâm này nó không thể nào nó dài được cho tới cái giờ phút này đâu quý vị. Cái gì kẹp không? Cái đó là mình suy nghĩ cho nó đúng cái thực tế, để mình không nhìn cái vấn đề nó bi quan. Rồi thứ hai nữa là cái ý hồi nãy tôi nói với quý vị, mình phải tự mở cho mình một cái con đường ra. Cái cách mình tư duy và mình tác ý như thế nào á, nó sẽ quay trở lại nó ràng buộc mình, hoặc là nó nâng đỡ mình. Trong bất kỳ cảnh huống nào thì mình vẫn cố gắng để mình tìm ra cái điều hay, cái điều tốt nhất để mình thân cận, để đến một lúc có đầy đủ cái điều kiện thì xung quanh mình nhiều cái sự chân chánh đó để mình thân cận, và nhiều cái người hiển hiện cái sự chân chánh đó để mình thân cận, chứ không phải đổ một hồ sương nước mắt để mà tìm. Quý vị nghĩ trong những cái ngày đầu tiên mà cái này hình như thầy Dũng cũng có cả. Những cái ngày đầu tiên mà thầy Dũng muốn mở ra dạy các cái khóa tài năng đó, bị phản đối nha quý vị. Làm nó chi cho cực kìa. Ai đâu học cái đó. Lo dạy thêm đi. Nâng cái tay nghề lên cho nó có tiếng tăm chứ. Dạy mấy thứ đó làm chi. Nhưng mà nếu như không có làm, từ những cái ngày đầu tiên xung quanh mình ít những cái người biết cái sự chân chân chánh như vậy, thì làm sao có bây giờ quý vị thụ hưởng cái gì kệ vậy. Cho nên cái ý thứ ba mà tôi muốn nói với quý vị là cái người thay đổi, quý vị là cái người tiên phong, quý vị là cái người chủ động, chứ không phải là mình chết dí trong một cái cảnh. Ồ cái chỗ này nó khó nữa nha, nhưng mà mình phải làm thưa quý vị ơi. Tại vì khi quý vị xác định cái mục đích cuộc đời đi về lâu về dài là quý vị là cái người chủ động đó đó. Kịp không? Kịp ba cái lý do mà cô mi vừa mới phân tích cho mày. Thứ nhất, mình nghĩ về bất kỳ một người thì mình luôn luôn thấy được cái thực tế
có xấu, có tốt, có bất thiện, có thiện, mà mình phải thấy được, biết cái gì thiện bất thiện mới thấy được chứ. Rồi thứ hai là mình tự mở cho mình cái đường ra, đó là mình phải tìm cho được những cái điều đó đúng tốt chân chánh nhất trong bất kỳ một cảnh huống nào. Và cái điều thứ ba, mình đặt mình vào cái vai chủ động. Để mình tìm không ra, mình phải là cái người tạo dựng chứ. Thì có cái gì nó quá sức với quý vị không? Ok vậy. Có câu hỏi gì thì cho hay nha. Nhì nó nghe ra được cái ý đó cũng hay á. Nhì nó nghe ra được cái ý đó cũng hay đó quý vị. Tức là ẻm ráp một cái ý mà tôi nói với một cái ý trong cái suy nghĩ từ rất lâu của ẻm. Chủ động để tạo dựng chứ không phải chủ động để thọ dụng con. Con đang ráp một cái nữa của cô My nói và một cái nữa mà con quen như vậy á. Chủ động để tạo dựng. May là còn thấy cống ha. Quý vị có hỏi gì chỗ này thêm không? Mình mà rõ được 8 cái điều ở trong cái phần 3.4.5.1 này là những cái phần khác nó cũng thay đổi chút ít được quý vị. Cơ bản nó có 8, có 8 thứ này. Ai hỏi gì không? Đặt vấn đề tình huống đồ mà xử lý đi. Cho nó đi. Đặc biệt là những cái quý vị nào á mà có suy xét á, có ngó nghía đến 35 mật chân chánh chân chân thật á, thì mình cũng nên ốm thử để mà mình tập rèn, đúng không? Tập rèn từ những cái điều nó cụ thể nhất như vậy. Thấy nhiều bạn cũng đang nhắn là thế. Lời nói giật dẫn đem lại nhiều tiếng cười, nhiều thi thế vô duyên trong mọi chúng khác. Nên với tư tưởng của mình thì đây cũng là điều cần thiết. Cái sự hài hước á, cái sự hoạt ngôn á, thì nó rất là cần. Bất kể một cái môi trường nào thì nó cũng cần hết, và bất kể một cái nghề nghiệp nào nó cũng cần hết. Và khi quý vị đặt trong cái tình huống là quý vị chỉ dẫn, quý vị giảng dạy cho cái người khác đó, thì nó lại rất là cần nữa. Nhưng bản thân của cái người nói có những cái sự thể hiện hài hước đó, họ phải nắm được cái gốc vấn đề. Cái gốc vấn đề á, cơ bản nhất nó nằm ở giới nè. Mình giỡn nhưng mình không giỡn những cái thứ không có thật, cái vật không có. Cái suy nghĩ của mình lúc đó không phải là để lừa dối người ta. Mình cũng không có cố gắng bằng cái lời nói, bằng cái sự hài hước, cái sự bông đùa đó của mình để mà cho người ta nghe theo, người ta tin theo mình. Và mình biết chắc chắn là những người nghe đó, người ta biết mình đang nói đùa chứ không phải người ta tin theo sai cột. Đã xong rồi đó. Phát hiện sách lậu.
Không mới phát hiện luôn ha. Cống thì con mới làm rõ con cống gì chứ. Con cống là tại vì lúc mà con mua con tắm hơi tắm hóc cho nên là con không chọn được cái sách mà con cần mua đúng không? Hay là con cấn vì cái lý do vậy? Hay là con cấn là tại vì sao những người đó lại làm sách lậu để cho tôi có được sách tôi mua như vậy? Trong khi đó tôi đang tìm cuốn sách đó muốn chết luôn mà tự nhiên cái làm sách lậu cho tôi có tôi mua hả? À? Con bị cấn ở cái chỗ nào? Ok Linh, để gửi qua cho Linh. Luôn cái phần này luôn nè, để mình biết là cái việc mà nói lại không thật nó gặp cái thứ này, để đọc cái phần tâm ha. Sản phẩm mình nhận nó không được tạo thành cách chân chánh. Ok, vậy kể từ đây về sau nếu mà con xác lập cái ý là con chỉ mua những cái sách chính thống thôi thì con cố gắng con chọn lựa để mà con mua, và cái chuyện mà con đã kinh qua đó thì con ngưng hẳn đi, mình đừng có để mình trả hối, vậy là xong rồi đó. Còn nếu như mà mình có cái chủ ý mình chỉnh đổi cái suy nghĩ của mình đó, thì cái cốt lõi vấn đề là mình tìm được cái thứ mình cần học, mình đọc và làm lợi cho rất là nhiều những cái thứ khác. Còn cái chuyện ai làm người đó nhận thì cũng là một cách suy nghĩ. Thì gần đây đó cô My có thấy con bình luận con muốn mua một cái cuốn sách, thì cái người đó cũng có phản hồi là sách này là sách sách giả hay là sao đó, cái con cũng nó cũng muốn mà. Facebook nó lợi hại lắm quý vị, tôi thấy cái tin nhắn đó luôn quý vị, tôi thấy cái dòng comment đó luôn quý vị, cái tôi cũng suy nghĩ trong lòng tôi nói chết cha tân rồi, tân thấy nào cấn với cái quyết định này của nó thì chà. Chết rồi, mình tự mình làm khổ mình vậy. Mà cái chuyện nó đâu phải là một cái chuyện hết sức cấp bách, đúng không? Cái chuyện nó không phải là một cái chuyện mà cứu nhà đang bị cháy, là một chuyện mình hoàn toàn mình có thể chuẩn bị cái suy nghĩ mình trước. Để cô chỉ cho có một cái từ nữa người ta sẽ dùng rất là hoa mỹ, đó là sách remark. Remake hả ta? Không phải. Remake hả? Đó, là sách làm lại đó. Kinh nghiệm ha. Thì mình chọn theo cái suy nghĩ nào thì nó hướng cái hành động mình thôi. Sử dụng sách lậu, bán sách lậu là tội lỗi phải không? Cái chuyện mà mình vậy ha, có những cái sách đó quý vị thì người ta không có giữ bản quyền, thì quý vị photo, quý vị in ra, quý vị thay đổi cấu trúc gì đó cũng được hết trơn, rồi quý vị chọn, quý vị cho, quý vị tặng, quý vị bán gì cũng được hết, thì nó đâu có tội lỗi gì đâu, hiểu không? Cái đó là trường hợp thứ nhất, mình phải chia được cái trường hợp ra, thì lúc đó mình không gọi là sách lậu, mình gọi là sách, gọi là sách ha. Rồi cái trường hợp thứ hai á, là có những cái cuốn sách á, là người ta để là tác giả hoặc là gia đình của tác giả giữ bản quyền ha. Tức là khi mà anh cần phải làm cái gì đó, anh muốn tái bản, anh muốn ẩn ánh ẩn hóa thư viện Huệ Quang đó quý vị, là một trong những cái nơi mà người ta
ảnh với lại các cái sách xưa đó đó, thì anh xin phép cũng có nhiều cái tài liệu về Trịnh Công Sơn đó, là cũng được xin phép để làm cái chuyện đó, làm những cái việc như vậy đó, cách phi lợi nhuận hoặc là có lợi nhuận gì đó, thông báo với người ta một tí. Còn trong cái trường hợp mà quý vị phô sách, quý vị chụp sách để phục vụ cho cái việc học của quý vị đó, không vì kinh doanh đó, thì các cái thư viện trên khắp cái thế giới này nó vẫn cho phép mình làm, đúng quý vị có biết điều đó không? Thì cũng không gọi là lậu luôn. Còn cái việc mà mình cố gắng để mình trục lợi trên cái việc là mình khai thác những cái bản sách mà người ta giữ bản quyền và người ta không có cho phép mình, đó là mình lấy cũng không cho, thì tốt nhất là đừng có dính vô chuyện đó, kịp không? Có câu hỏi hả Trang? Đứng trước người hay lời bất chánh bất thiện, bản thân mình nên làm gì ngay lúc đó? Bản thân mình, cái điều mà mình phải làm cho mình và lúc nào mình cũng làm được hết trơn, đó là mình phân định rạch ròi trong cái suy nghĩ của mình, đâu là đúng đâu là sai. Điều sai thì mình sẽ không làm, và điều đúng thì mình sẽ lưu ý để mình ghi nhớ. Cái đó là một cái sự diệu dụng của cái tâm, của cái tâm trí quý vị, tức là mình có cái sự tự do ở cái suy nghĩ đó của mình, miễn là mình có học, mình có biết để mình phân định. Chỉ trừ khi nào mình dốt thì cho dù là mình phản ứng được, mình thành lập phong trào này phong trào nọ, nhóm này nhóm kia, mà mình suy nghĩ nó sai nó trái không mà, thì nó cũng không có cần thiết. Thì cái câu trả lời cho Trang ha, một cái việc là mình luôn luôn có thể làm và phải làm, cần làm cho mình, đó là trong cái suy nghĩ của mình phải rạch ròi đúng sai. Còn tùy trường hợp ha, tùy trường hợp để mà mình có thể hiện ra lời nói và có thể hiện ra hành động không, thì nó còn phụ thuộc bởi rất là nhiều thứ. Chẳng hạn như khi mà Trang vô Trang học cái lớp H1, Trang thấy một cái tin nhắn của một cái người cùng học trong lớp. Theo cái suy nghĩ của Trang đó là Trang nghĩ cái chuyện đó nó bất thiện quá, nghĩ như vậy thì khổ lắm, sao không nghĩ khác không. Và để mình lên tiếng, mình có cái lời nhắc, mình đánh đồng, thì mình hỏi lại, mình hỏi lại thầy, hoặc là mình hỏi lại chính cái người đặt cái vấn đề đó, thì cái đó tính là cái hành động của mình. Và có thể thông qua cái hành động đó, trong cái bối cảnh như vậy, với những cái điều kiện như thế, mình vừa sáng tỏ được nhờ cái sự lý giải thêm của thầy, mà mình vừa giúp cho cái người kia họ nhận ra được những cái bất thiện từ cái lời mà họ chắc lên đó. Tức là vừa lợi cho mình vừa lợi cho người. Thì khi mình xét, mình thể hiện ra cái lời nói và cái hành động đó, thì mình phải có những cái điều kiện kèm theo à, chứ mấy chúng quýnh mình phù mỏ nha. Chưa rõ nên. Thì con cũng phải tìm cái lý do đó, con cũng phải tìm cái lý do cho nó xác đáng. Con giả định các cái tình huống á, con giả định các cái tình huống, đó là nếu như mình không chọn ngay cái cách mình mua cái sách như vậy thì có cách nào khác không? Và nếu mình chọn những cái cách khác thì có bao nhiêu những cái thứ khác mà đáng lý ra mình cần phải ưu tiên cho nó, mà bây giờ mình đã không có ưu tiên cho nó. Mình suy nghĩ tới 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 như vậy đó, thì mình sẽ ra được những cái lý do cho mình. Và khi mình làm á, là mình phải hướng tới trước, tức là sao? Tất cả những lý do mà mình quyết định một chọn lựa theo cái hướng này hoặc là cái hướng kia á, là vì để mình làm những cái chuyện nó lợi ích nó lớn lao hơn cho mình và cho người. Thì cái chuyện làm lợi ích lớn lao đó cho mình và cho người, mình phải làm bằng được nha, chứ không có hứa lèo học nha. Cái đó mới là cái chỗ được lưu ý á ha. Không phải khổ đau nó khó quá cô ơi hả? Khó chứ con, ở đây quý vị học muốn mò cái đũng quần luôn đó. Mà còn thoát ra được ít ít thôi đó ha Thiết Anh ha. Phải học con ơi, rồi mình phải tìm cách để mà mình ứng dụng cái hiểu biết đúng đắn của mình vô. Mình học không làm sao mình hết,
mình hết khổ được thật. Mình học không thì không thể nào mình hết khổ được hết. Mà Phật học thì không chỉ nói về khổ. Có biết cái nguyên nhân làm nên khổ không? Có biết cái cách để mà diệt khổ không? Có biết cái đích cuối cùng khi mà mình diệt tận hết tất cả khổ đau là nó đi về đâu? Mình chưa biết những cái điều đó là mình học còn chưa có nên thân nữa đó. Chứ huống hồ chi là mình đòi là mình hết khổ. Thành hiểu không? À, vậy đó hả Thiên Anh? Thì lâu lâu nhất vậy đó, thấy im quá. Sợ bên đó phê rồi ngủ, hiểu không? Rồi, tương tự như vậy, cho cái việc mà giảm thiểu nói lời chia rẽ. Ồ vậy hả? Còn nữa hả? Sao tôi sót nhiều vậy ta? Mấy cuốn ấn tống không bán, in ra để bán kiếm tiền. Cái chỗ đó nó bị sai rồi đó tất. Chỗ đó nó bị sai rồi đó con. Cho nên là sáng nay thầy Dũng mới vừa nói một cái ý tưởng đó. Sao là những cuốn sách nào mà bán nó cái mình tặng kèm theo những cuốn sách mình thỉnh ở chùa đó. Thay vì những cái người mà họ góp của vô để họ ấn tống sách đó, họ gửi ở chùa, phải chờ đợi người ta bắt cái xe từ Cần Thơ lên để người ta thỉnh được sách, hoặc là người ở trên Sài Gòn đó phải đến thỉnh sách rồi gửi về, thì nay cái mình bán cuốn sách cho người ta cái mình tặng kèm thêm sách đó luôn, hiểu không? Thì cái đó là cái điều mình nên làm. Còn cái chuyện kia thì nó bậy bạ rồi. Rồi, ai nhưng mà trong cái trường hợp mình là cái người cần cái cuốn sách đó nha, thì không vì người ta làm bậy cái này là giống chỗ của người thân nữa, không vì người ta làm bậy mà mình nói Du làm vậy sai rồi, tôi quyết tâm tôi không mua sách của Du, cho dù cuốn sách đó rất quý, tôi tìm bao nhiêu năm nay. Chẳng hạn như cái cuốn mà thầy Dũng mua để mà dạy cho quý vị cái lớp duyên hải ứng dụng đó, là mua từ một cái mớ sách cũ đó, bộ tưởng chắc người ta tặng mình đó. Cái gì kẹp không? Ai làm thì người đó chịu. Trời đó làm ơn khắc cốt ghi tâm cái điều này giùm cái nha. Tại vì đó, chỗ cô tốt với Tân đó, quý vị chưa có thực sự đi sâu vào một cái mảng nào đó mà quý vị bí tài liệu. Hả? Anh Dung không? Trời ơi, quý vị mà tìm kiếm cái điều đó bao nhiêu năm, thậm chí là có một cái thời gian là ông thầy Dũng là ổng cứ lên trên cái đốc siêu lý, ổng nói là mong rồi nguyện rồi ước ao rồi tá lá hồng vinh để mà tìm đọc được sách của sư Sáng Nghiêm. Người ta một ngày tìm được cuốn sách đó trong cái mớ sách cổ người ta bán. Cái gì hiểu không? Con suy nghĩ như vậy thì nó thành ra như vậy tốt. Còn con suy nghĩ theo một cái hướng mà nó hoàn toàn dứt khoát cái chuyện đó đi. Và cái quan trọng hơn, vừa mới nói với chỗ cùng tầng hồi nãy tôi biết mà, hai anh em của hai cái đứa này nó cùng nháy lắm. Cái điều thứ nhất, mình rõ ràng về cái suy nghĩ của mình, nó đúng là nó đúng dựa trên tất cả những cái lý lẽ to lớn nhất, mình quyết định cho cái chuyện đó. Thứ hai, mình quyết theo những lý lẽ tối ưu và đúng đắn đó, mình phải làm cho được. Mình mua cuốn sách đó vì cái suy nghĩ là mình dạy, mình học cho giải được cái chỗ mình bị lù khi mình tìm hiểu Phật Pháp, mình có làm được không? Phải làm được. Cái đó nó là hướng tới, chứ không phải mình cứ nhìn người sau cái bóng của mình thì làm sao mình tiến được. Mà không những mình nhìn người sau cái bóng mình mà mình còn đi cuộn dây với những cái lỗi sai của những cái người khác. Thiên hạ này nó sai nhiều lắm con. Bây giờ con muốn không? Con đi nói tiếp luôn nè. Con vô con hỏi cái ông chủ hay là cái ông giám đốc hay là cái ông hội đồng quản trị của cái cơ quan Việt theo coi ổng có làm gì bậy không. Rồi bây giờ con nói tại vì Du làm cái chuyện đó nó sai cho nên tôi không thèm nhận cái đồng lương của Du, chịu không? Làm vậy thử thôi. Cực đoan, có gì kịp không? Làm gì có chuyện đó. Mình làm vậy là mình đeo níu hoài với tất cả những cái sai xung quanh mình.
Đó. Sao tác quyền? Ừ đúng rồi, được mà. Chỉ nó bình thường mà tắm. Có những cái cuốn sách là người ta làm và người ta rất mong muốn được chuyển ngữ qua nhiều cái thứ tiếng. Đó. Mua điện thoại quan trọng. Ham rẻ. Thì cái đó là vậy rồi không? Cái đó là cộng nghiệp đúng không? Mai mốt á, tiếng Anh cũng có thể chỉnh cái chỗ đó lại một chút. Tức là mình đừng gieo cho cái người kia. Cái người kia là một cái người mà không có được học đa dạng tất cả những cái lý lẽ như mình. Mình gieo cho họ cái suy nghĩ như vậy á, thì có thể nó làm cho họ bị ám ảnh. Tại vì nếu như mình dùng cái con đường lý, mình phản biện lại là mình sai á. Mình không ủng hộ cho cái đứa ăn trộm khác đó thì nhiều người khác cũng mua hàng của nó mà nó vẫn ăn trộm thôi, thì vì nó muốn như vậy. Trời ơi, hiểu không? Mình phải đi bằng những cái lý lẽ khác mà mở rộng đường cho người ta ra. Tức là mình phân tích những cái ưu thế, những cái điểm mạnh khi mình mua cái đồ nó chất lượng, mình mua cái đồ mà nó rõ cái nguồn gốc đó, tâm lắm thứ hết trơn à. Thì đó, chết cha chưa, cứng họng rồi. Trời ơi, đâu có cần phải học luận lý LT1 gì đâu ha, tiếng Anh không. Chỉ cần ba thôi là bé câm nín rồi. Cho nên mình biết cái con đường đó là con đường không nên đi. Đúng rồi. Trời ơi, từ cái chuyện nhỏ nhỏ như vậy đâu quý vị. Cả một bài học cuộc sống. Nhưng mà nếu như sau này nó tốt, con có cần một cái nguyên nhân mà nó mạnh mẽ nhất á, để mà con quyết định con xin nghỉ á, để con về con làm toàn tâm toàn lực cho trung tâm á, thì con cũng có thể nghĩ theo cái hướng mình nó cực đoan hồi nãy không? Những người này tạo ra cái tiền tốt chắn mình không biết được đâu. Thôi mình về mình làm với một cái chỗ mà mình biết chắc chắn là đầu giữa với đuôi nó chân chắn đi. Thì thôi cũng dứt giác được. Giả định thêm suy nghĩ như Dung vẫn còn nguyện ngon trọng, cho nên là cô mới nói là mình phải mở ra những cái hướng đó tối ưu hơn đó ta, chứ mình đâu có dừng lại đó đâu con. Mình phải phân tích cho người ta là người ta mua hàng chính hãng, mua đồ mới có những cái lợi ích gì, và nó phải vượt trội hơn những cái suy nghĩ cục bộ tiểu nông mà người ta đang có để người ta ra cái quyết định là mua cái đồ ăn trộm đó, hiểu không? Thì mình vượt qua luôn cái chuyện là cù cưa giữa cung và cầu của trộm cắp rồi, hiểu không? Đúng rồi, mình phải đưa cho người ta những cái xịn như vậy đó. Và để tự người ta nhìn lại cái lý lẽ của người ta vẫn quẩn loanh quanh như vậy, nó rất là cụ bắp. đúng rồi, mình đi một cái hướng ngược lại lưng mới cập. Nói lại hả, chưa theo kịp hả? Tức là không chỉ đâm đầu vô để mình dê cho đặng cho được cái cách, cái lý lẽ mà người ta đang làm, mà mình quay cái đầu ra mình chỉ cho người thấy, người ta thấy những cái lý lẽ hết sức là tối ưu, là tốt đẹp, là an toàn khi người ta chọn cái cách là người ta mua cái thứ mới có bảo hành có nguồn gốc, thì người ta sẽ tự động người ta phải nhìn lại cái lý lẽ mà người ta đang sử dụng để người ta mua cái điện thoại của mình. Thì cũng giống như quý vị thôi,
Cái gì mà đâm đầu những cái trung tâm này mà suốt ngày tưởng niệm rồi dù xấu lắm nghe, dùng như vậy là không được, nhưng dùng như vậy là dùng tào lao, nhưng dù hỏi như vậy là dùng sai rồi, dù học như vậy mà dù không nhớ chắc quý vị chết luôn, chắc quý vị chết mà không có kịp ngáp luôn đó, hoặc là quý vị kéo nguyên một băng một băng đảng xuống quý vị dẹp cái trung tâm luôn. Mà cái đó là một cái cách làm cực đoan, nó mới đi cái chi đầu tiên trong cái sự thăng tiến liên quan đến sai xấu thôi, mình còn ba cái chi còn lại nữa mà, điều đúng tốt nữa mà, điều thiện lành nữa mà, làm được cái điều thiện lành đó nữa mà. Thì khi mà mình đưa ra một hướng giải pháp nào đó, chỉ dẫn một người nào đó thì mình cũng nhớ cho được. Giống như tôi nói với quý vị nè, nó phải có một cặp nè, một cái mình giảm, một cái mình tăng, hiểu không? Chờ lý lẽ nè, tại vì con cảm thấy nghiệm mà ai đẹp chơi lý lẽ cho con. Mình phải là cái người thay đổi rốt ráo trước, trong cái quá trình mình thay đổi đó, nói tiếng Anh thì mình thân cận thêm những cái người mới, mà những cái người mới đó chuộng về lý, rồi mới tới cái chuyện là những người mà người ta chuộng về cảm nghiệm đó, người ta xa mình ra bớt, rồi mới tới cái chuyện là những người xung quanh mình nhìn vô cái lý của mình sống đó, người ta làm theo. Quý vị có hiểu ba cái cấp độ tuần tự đó không? Chứ không phải là mình đây mình học có lý không, cái tự nhiên xung quanh mình toàn là những người hiểu biết về lý lẽ, đâu phải làm đổ mồ hôi sôi nước mắt à. Thứ nhất ha, là khi mình học về lý lẽ, ví dụ như bây giờ tiếng Anh học cái lớp LT1 thì ít ra trong lớp của tiếng Anh có ba người khác đang học về LT1, là thấy gọn được ba người chưa? Rồi những người ở trong cái trung tâm này mà có học về luận lý là coi như là gần với tiếng Anh nữa rồi đó, hiểu không? Thì cái đó là cái bước đầu tiên, là mới luôn á, là những cái người xung quanh mình mà mới luôn đó à, thì họ cũng là những người xung quanh mình mà, sao mình trừ họ ra vậy? Rồi mới đến cái bước tiếp theo là những cái người xung quanh mình mà họ không có chịu nghe lý, họ không có chịu sống theo lý, họ dạt mình ra, họ dạt mình ra tại thấy đứa này không có gì thú vị nữa trơn. Hồi trước á, kể cho nó nghe cái chuyện nhỏ kia, cái thằng nọ nó còn phản ứng, còn nhảy đông đỏng lên, nó hùa theo mình, giờ chán cái bà, nó nói cho nó cái nó phân tích đúng sai phải trái được không, mà nghe buồn ngủ thì nó né mình ra thôi hả, còn tâm sự về quê với mình được quá. Cái đó là chặng thứ hai. Rồi cái chặng thứ ba đó là những cái người xung quanh mình họ nhìn vô từ thứ mình học mà mình vận dụng được, mình nói năng, mình đối đãi, mình hành xử nó có lý lẽ không à, thì họ cũng có thể ngó nghía được cái sự thân thân giáo đó để họ sửa đổi đâu một chút à. Rồi nếu như đặt trường hợp có cấp độ thứ tư là khi mình bắt đầu mình làm giáo dục là chính thống chính thức để mình tham gia vào cái sự cải thiện của những người xung quanh, thì mình có cái sự chủ động không? Kịp không? Ấn tượng xấu, những câu hỏi thử ra, giống như nhân cách của mình bị người ta xem không có, bị hỏi cung. Ví dụ coi, ví dụ cái câu hỏi thật nè, tình huống này bị lúng chỗ nào, sợ với con, để ví dụ đi con. Tiếng Anh có ghi kịp chưa? Bước 4 là cái bước làm giáo dục tâm, tức là mình có cái sự chủ động tham gia vào cái quá trình đòi lý của những cái người khác. Em nói lại lần cuối nha, hai tuần nay biết không ra,
Chị có kiểm tra viết lại dạo này không? Ồ, tôi đọc câu hỏi mà tôi biết ai hỏi cái câu này luôn á vậy. Ở ngay cái tình huống này đó gì thì cô My có thể trả lời một cách hướng đối tượng cho con đó, là tại vì bao nhiêu những cái vướng mắc của con liên quan đến cái đối tượng đó con chưa có gỡ ra, thì cho dù là người ta có hỏi thử hoặc là người ta có quan tâm đi chăng nữa, hoặc là người ta cũng làm cái chuyện đó y chang với những cái người khác thậm chí khó khăn hơn đối với con á, thì con vẫn thấy kỳ cục kỳ hoặc khó chịu khó ưa, như là cái người đó sinh ra là để chống đối mình vậy đó. Cái đó là điều thứ nhất mình cần phải thay đổi, chứ mấy mình mệt chứ làm được gì đâu. Còn cái vấn đề cốt lõi ở ngay cái chỗ này đó nhỉ, là tại vì con ở trong cái thái kẹt giữa hai cái thứ. Cái thứ thứ nhất á, đó là chưa có thực sự vững tâm vững chí vững dạ về cái chuyện mình làm. Khi mình chưa có thực sự vững tâm vững chí vững dạ với cái thứ mình làm á, thì mình sợ ai đó hỏi động tới mình lắm, hoặc là mình dễ tự tạo cái sự áp lực cho mình khi người ta hỏi động tới mình lắm. Còn ví dụ như mà quý vị nắm 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 rõ nắm chắc cái chuyện đó trong lòng bạn, trong lòng bà tái á, và quý vị có cái sự hoan hỷ với cái chuyện mà mình nắm chắc đó, đó quý vị còn 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 lại cho người ta hỏi mình được, quý vị hình dung không? À, cái đó là cái nhánh thứ nhất. Cái nhánh thứ hai á, là tại vì mong muốn có cái sự thừa nhận, mong muốn có cái sự công nhận. Tức là tôi làm được mà, sao Du không thấy là tôi làm được, tôi chắc ăn chỗ đó lắm á, mà sao Du cứ nghi ngờ tôi. Thì xin thưa, không bao giờ có một cái sự công nhận hoàn toàn chắc chắn mãi mãi. Một khi mà mình đã biết có cái sự hiệp thành chế định. Ủa, cái này có gì học sinh lý mà hả? Cái việc mà công nhận nguyên một cục một cái người đó mãi mãi như thế, bền vững như thế là hại người ta chứ không phải giúp người ta đâu. Còn nhiều cái trật dược lắm quý vị ơi, còn nhiều cái thứ mà người ta tâm hơn tâm thất lắm. Cho nên là phải hỏi, phải nhắc, phải kèm theo, phải có những cái cớ để người ta tự check lại bằng cách này hay bằng cách khác là mình trợ cho người ta. Và cả ba cái điều đó thì chính mình đều có thể chỉnh được, chứ mình không có phụ thuộc vào bất kỳ một cái đối tượng nào khác. Đi kịp không? Như cái ý đầu tiên mà cô hướng cho Nhi nữa đó con, là ba ý. Hồi bữa nay mấy đứa này nó làm sao á thật. Ủa, tôi bệnh mà chứ đâu phải là quý vị bệnh đâu ta. Cái vế ở trong cục diện vô nữa gì ta. Nếu mà con suy ra ở cái ý thứ hai thì con cũng phải suy ra cái ý thứ nhất đó nhỉ, tức là với những cái chuyện đúng đắn chân chánh cần làm phải làm, mà mình làm và mình nắm rất là chắc á, thì mình còn có cái sự hoan hỷ khi người ta hỏi tới nữa, chứ không phải là mình khó ở nè.
Cái ý suy ra cuối cũng tầm chừng một tuần lễ sau mà em đọc lại mà em biết cái đó là cái gì. Tôi cũng sợ đó. Rồi, ổn 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 chỗ này chưa? Mình đi tiếp nha. Hồi hộp lắm, hồi hộp với mấy vị lắm. Cái ý số 1 đó, tâm ý số 1 và câu trả lời cho chỗ của Tiết Anh đó. Thôi bây giờ tôi hỏi là Tiết Anh đi. Tiết Anh có thấy cái ý số 1 mà tâm gõ lại có gì cần phải chỉnh không? Cái chỗ mà cô nhấn nhá đó là nó nằm ở một cái ý khác kìa. Nó cụ thể cho trường hợp của Tiết Anh hơn kìa. Tiết Anh nhìn vô cái ý số 1 mà tâm có gõ lại câu trả lời của cô cho câu hỏi của con đó. Con thấy có cần gì cần phải chỉnh không? Bởi vì tôi nói với quý vị là thành lập một cái nhóm đi. Thay vì tối thứ sáu vừa qua nó là quý vị vô quý vị tâm sự mỏng hơn. Thì quý vị chỉ cho nhau cái cách ghi bài đồ đi. Trời ơi tôi thấy có vấn đề lắm luôn á. Cô ý là em đọc luôn bốn cái ý của anh Tân á, đặc biệt là ba cái ý đầu á, sao nó khác khác với những gì em ghi vậy ta? Vậy em hãy nêu lại ba cái ý đầu của em ghi đi. Ý là trong cái lúc mà mình tìm được những cái đường hướng đúng đắn á, thì mình phải trải qua là bốn chặng. Thì đầu tiên là đối với lại những cái ý là cái chặng một á, thì mình đi học lý, thì cái chặng này mình bắt đầu mình tìm kiếm được những cái mình có được những cái người mà họ cũng muốn sử dụng lý giống như mình. Còn cái chặng thứ hai á, là khi mình giải quyết á, thì mình sẽ gặp những cái người mà họ không có muốn tiếp nhận cái lý lẽ của mình. Họ họ xem là những cái lời mình nói là nó bị xàm, và kiểu họ cũng không muốn gần với mình. Còn tới cái chặng thứ ba thì là những cái nhóm đối tượng ở cái chặng thứ hai á, là họ bắt đầu để ý đến những cái hành động của mình, tại vì mình đã học và mình làm theo những cái điều đúng đắn á, thì những cái nhóm ở cái chặng hai á, họ họ nhìn như những cái hành động đó và họ bắt đầu có được cái sự thay đổi. Và ở cái chặng thứ tư, mình muốn giúp người ta thực sự kiểu như giúp mà một cách đạt đáo luôn á, thì mình sẽ hướng tới cái việc là mình làm giáo dục. Không biết vậy có đúng không ta? Anh. Cái chỗ Tiết Anh mà diễn lại cái ý số 3 đó thì nó lại không có tối ưu bằng cái cách mà Tân nó dùng ha. Tức là không không phải mình quay trở lại với những cái đứa mà vô lý mà nó đã dạt ra ra mình. Tại vì cũng có khi là rất hiếm hoi trong cái số đó người ta chịu nhìn vào cái lý của mình. Mà có thể là những người khác cơ. Có thể là những cái người có tiềm năng đó, giống như cái cách của Tân dùng cái ý số 3 đó. Thì Tiết Anh chỉnh lại cái ý số 3 của bên con á, theo cái ý của Tân á, thì nó tối ưu hơn. Còn cái ý số 1 á, là theo cái cách ghi của Tiết Anh á, thì nó đúng hơn. Nó phù hợp với trường hợp của Tiết Anh hơn. Tức là mình tìm đến sự học. Và thông qua cái chuyện mà mình học lý đó, mình cần nạp lý đó, thì automatic những người xung quanh mình cùng cái chí hướng đó là mình gần người ta rồi, mình biết tới người ta rồi. Ừ, phải làm đi, phải làm đi quý vị, phải làm đi quý vị. Và giống như cái cách mà cô vừa mới cho hai cái phiên bản của hai người đối chiếu với nhau đó, sẵn tiện đó chỉ ra được luôn với cái cách hiểu và ghi như thế thì nó có thể
có cái ưu thế nào hơn đúng không? Rồi cái phần 3.4.5.2 ha. Hả? Ủa gì thật? Tôi chỉ cho quý vị. Tôi đã chỉ cho quý vị. Sợ hãi ha. Sợ hãi là tôi đã chỉ cho quý vị. Quý vị cho một cái lời xác nhận coi. Bữa nay quý vị thấy có mấy bạn mới vô có gì làm ta nói phải không? Chứ cái giờ này nó dễ học lắm nha, chứ nó không có khó gì đâu nha. Quý vị đừng đừng có bị các cái quý vị cũ trong lớp này tung quả mù nha. Quý vị làm quá mai mốt rụng hết trơn, không có còn ai mới vô nữa đó. Được chưa thân? Cô tái hiện là được cái mảnh ký ức đó chưa? Chắc cái điều này mai mốt tôi muốn giảng cái gì? Tân, cô so sánh thì nha con. Cái chỗ này là cái chỗ con cần lẫm ra nhóm 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 nhóm. Nghe này nhóm thân. Chắc tôi phải làm vậy quá quý vị. Ôi trời. Tới đó thôi chứ sao gì nữa không. Sau nữa là chỉ có đoán mò thôi. Rồi giảm thiểu lời nói chia sẻ và tăng cường sự thuận hòa. Thứ nhất là biết điều chi là tăng sự thuận hòa. Thuận hòa thiệt sự nha quý vị, thuận hòa một cách chân chánh như quý vị, chứ không phải ta nói cho vuốt bên đây miếng cái chạy là vuốt bên kia miếng cái vuốt cả hai bên luôn, chỗ nào cũng sợ ở trên, không phải vậy nha quý vị. Sự thuận hòa thiệt sự là khi mà mọi người chia sẻ với nhau những cái cách hiểu đúng đắn chân chánh, có cái sự rộng mở, có cái sự trung lập, chứ không phải đi vào cực đoan. Và khi mình nói những cái lời nó tạo ra những cái sự trung dung không thiên về cực đoan hay là vun bò hay là củng cố những cái sự đúng đắn, những cái sự chân chân chánh trong một cái tập thể đó là mình làm tăng cái sự thuận hòa. Chẳng hạn như cái cách mà tôi rào trước để tôi trả lời cái ý đầu tiên cho Nhi hồi nãy đó quý vị. Đó. Là tôi làm cái điều số 1 nè. Chứ không phải tôi sống vô tôi nói cái người đó thô lắm con. Họ hỏi vậy là người ta quạo là phải rồi, là chết cha rồi. Mà Nhi nó tin tôi đó. Tại vì nói hợp ý đó. Nó chết luôn, nó chết luôn. Trời ơi, như vậy là có nhiều người theo mình học lắm quý vị, thì mình thỏa mãn họ đó. À, nhưng mà không, mình không làm điều đó. Để mà khi Nhi nó đối diện với cái người đó, với cái vấn đề đó là nó phải nhớ đến cái ý đó để nó xét lại mình. Chứ không phải là tăng cái sự chia rẽ và hiềm khích ha. Cái điều đó là một cái điều sai trái. Nhưng mà mình cũng phải biết điều gì gây nên sự chia rẽ. Quý vị bị cái này nhiều lắm đó, quý vị có biết không? Quý vị bị cái này nhiều lắm, quý vị có biết không? Một cái cách nói, một cái kiểu nói tâm hơn tâm hớt của quý vị á mà có thể gây ra cái sự chia rẽ à. Cho nên là phải kèm theo cái sự cẩn trọng ha.
thế nào Tâm nó cũng nhắn lên, nó kêu tôi cho ví dụ à. Ừ, nè, một cái ví dụ hết sức đơn giản luôn sẽ làm cái gì bất ngờ nè. Người ta lại người ta kể cho quý vị nghe một cái chuyện gì đó bức xúc, cái người ta nói tại sao cái người đó lại có thể nghĩ và làm như vậy được. Chứ quý vị chỉ cần nói một câu đơn giản thôi, lặp lại thôi, đúng rồi, tại sao lại có thể nghĩ và làm như vậy được, là coi như xong, quá dễ luôn, hiểu không? Ví dụ bất ngờ chưa bà già, hiểu không? Chỉ vậy thôi đó, là chia rẽ rồi đó. Trời đất quỷ thần ơi, mình có trí thì cái miệng của mình nó không được nhanh hơn cái tâm thiệt. Ngay lúc đó mình ngậm cái miệng mình lại, mình suy ngẫm, mình coi coi cái người này sẽ nói cái gì nữa, và mình xem xét các cái điều kiện coi là mình có nên nói bất kỳ một điều gì không, hay là mình lái sang một chủ đề khác luôn cho nó phản. Chỉ một câu của quý vị điểm thêm thôi đó là vạ miệng rồi. Hướng cho con nữa hơn, trời ơi thiệt chứ, con cũng hay như vậy lắm mà Tân. Ví dụ như ai mà kể hay ai mà nói cái gì đó, cái con nói ồ wow, hưởng ứng rồi đó bé, bớt bớt ồ bớt bớt wow là nghe không? Hả? Khi người ta kể xấu về một người nào đó đó, khi người ta nói một cái lời gì đó mà quy chán cho cái người kia đó, cái mình nghe mình nóng một cách hết sức nhiệt tình luôn, cái mình ồ mình wow, trời, cái người ta nói ồ ta này có đồng minh rồi, chết rồi. Mình phải có cái sự suy xét đó Trang, mình nếu có sự suy xét giống như cái cách mà cô My nói với Trang hồi nãy đó, đứng trước một cái sự việc á, cho dù cái người đó là ai kể cho mình nghe, thì mình phải chạy trong đầu của mình là cái chuyện đó đúng là sao, rồi sau đó mình mới quyết định coi là mình phản ứng sao. Ví dụ như cũng cái trường hợp người ta kể cho mình một giây một giọt á, mà cái người đó từ xưa giờ mình không có biết, và cái chuyện đó cũng không phải là một cái chuyện mà nó liên quan dính líu đến cái việc học, cái việc sửa mình thân thăng thành tiếng gì của mình hết á, mình nghe những cái lời đó nó không có hữu ích, thì mình chỉ cần hỏi lại người ta mà có thể làm cho người ta quê á, để cho người ta đừng có nói nữa đó, là sao vô biết cái chuyện đó nó là như vậy, chắc chưa. Trời, cái này mà Trang mà đem Trang hỏi Nhi á, mà Nhi nó đang ăn sai, nó kể chuyện gì cho con nghe đó, mà con hỏi lại Nhi chắc chưa, là Nhi quá liền, là Nhi im liền đó. Đó cũng là một cái cách để trợ cho người ta đó, để người ta tắt đài, chứ người ta nói nữa là người ta nói nhảm. Thì bởi vậy con My mới nói là mình phải lựa lời để mình nói, không có mừng cái bữa học này để mà nghĩ như bữa nay vô việc suối hỏng gì đó, trong đời làm gì phải hỏi má chồng em vậy mà được, là chết luôn à, chết luôn à. Ừ, mà con đâu có biết được là cái cách mà người ta tiếp nhận sao đâu Tấm, khi người ta có cái sự hăng say để mà chia rẽ nào này nọ đó, thì cũng có khi người ta đang ở trong cái tâm sân, mà cái tâm sân thì nó cứ vồ vập thôi, nó cứ muốn thiêu đốt thôi. Trời ơi, con ngồi à, giống như con đổ thêm xăng mà xăng lúc này mắc nữa, cái người ta thấy trời ơi, người này sang quá, dám mua xăng để đổ vô cho tôi nữa, quá vậy, phải hết sức cẩn thận. Vậy.
Vậy đó hả? Vậy là Tiếng Anh còn gặp cao thủ hơn rồi. Lại phải xem mà cách ăn ở. Rồi cái điều thứ ba là mình biết về lợi ích của sự thuận hòa. Mình biết cái sự tai hại khi có sự chia rẽ. Nỗ lực xa những lời chia rẽ và nói những lời thuận hòa. Tôi đặc biệt tôi phải ghi cái chữ nỗ lực này vô nha quý vị. Tại vì thiệt là cần có sự cố gắng á. Cần có sự cố gắng. Mà nhỡ như mà quý vị làm vẫn chưa có được, hoặc làm trật vuột, hoặc là làm lủng lỗ tùm lum đó, thì quý vị hãy nên nhớ là có thể mình chưa có nỗ lực đủ nha. Xa về ý và thể lý với những điều để chia rẽ, thân cận và sống trong sự thuận hòa, cải thiện từ chia rẽ sang thuận hòa. Cái đó là tám ý ha. Sẽ có rất nhiều những cái sự cám dỗ đó quý vị, để quý vị có thể dẫn đến cái chuyện là nói lời chia rẽ hơn. Nhưng mà cũng tương tự như cái cách mà tôi trả lời câu hỏi quý vị từ nãy giờ đó, mình không chỉ nhìn ra những cái cám dỗ đó, những cái rủi ro đó, mà mình phải mở cho mình cái con đường nó tốt đẹp hơn để mình đi theo. Mình làm điều đúng đấy thì mình quen với cái điều đó. Cũng đang chờ cho quý vị ghi nha. Quý vị xong thì quý vị cứ chờ đây. Tôi nghĩ là bữa nay sẽ qua được cái chi thứ năm luôn đó quý vị, mà chắc xong cái phần này. Rồi quý vị có biết cái tình huống như vậy nữa nè, cái lúc mà mình nói ra đó thì ở trong đầu của mình á, chi tiết nó rất là khác, nhưng mà khi người ta hiểu á, là người ta hiểu theo một cái kiểu khác. Khi người ta hiểu, người ta có thể bỏ cái kỳ vọng của người ta vô, ta bỏ cái thói quen suy nghĩ của người ta vô, giống như cái gì, giống như cái câu một nửa của tôi như vậy, một nửa của gì đó. Còn bữa nay có nhiều ví dụ quá ha quý vị ha. Đó. Thì sẽ có rất nhiều cái tình huống như vậy quý vị. Và cái chuyện mình cần làm đó là khi mình nói ra một cái điều gì đó thì mình có cái sự rõ ràng chi tiết cái nội dung cái lời mình nói đó. Và với những cái việc mà nó hệ trọng, nó liên quan dính líu đến nhiều người á, thì mình phải nhớ nha, mình phải nhớ những cái gì
nói vào trong cái chi tiết cái lời nói của mình. Mình dự định sao đó, ai mà có hứa hẹn gì đó thì cũng phải rõ cái điều đó. Ok, đi tiếp nha quý vị. Mình đến với cái phần là giảm nói thô tục và tăng cường sự từ bi, cả từ lẫn bi ha, tức là có cái sự an vui và có cái sự mong muốn là những cái người khác không có đau trách nè. Vì khi mà mình nói lời thô tục á thì những cái từ ngữ nó ác á, nó có tính sát thương cao á. À, hoặc là mình dùng những cái từ ngữ mà nó đụng chạm đến những cái vấn đề nhạy cảm của người ta. À, cho nên là song hành với nó thì mình phải tăng cường thôi, mình phải nạp thêm thôi, mình phải vun bồi được cái sự từ bi. Vậy thì cũng tương tự như hai cái phần trên nha. Mình biết điều chi làm tăng cái sự từ bi? Cái này thì trong số những cái lớp khác cũng từng nói qua. Tăng mà có nhớ bất bất kỳ một cái video nào có liên quan đến cái phần mà nói chi tiết về từ hay là về bi này thì cách để lên ha. Biết điều gì là thô tục? À, biết điều gì là thô tục? Biết cái sự lợi ích của từ bi, biết cái sự tai hại của sự thô tục, nỗ lực xa lìa cái sự thô tục và nói lời từ bi. Xa về ý và thể lý với điều thô tục, thân cận và sống trong sự từ bi, cải thiện từ thô tục sang từ bi. Không nhớ là Tuyết Anh chờ tới cái phần này mà đúng không? Giảm từ từ đi hen. Thực ra nếu mình nhìn từ góc độ tâm lý á, hay là tâm phân học á, là tại vì có những cái vấn đề, có những cái sự dồn dồn nén á, mà mình set up cho mình là bằng cái ngôn ngữ thông thường mình không có gì hiện tại được hết, cho nên mình phải dùng, mình phải viện tới những cái ngôn từ đó. À, vậy thì khi mà mình có cái vốn từ nhiều hơn, mình biết cái cách diễn giải và mình biết cái cách trình bày những cái suy nghĩ, những cái bức xúc, đặc biệt là những cái bức xúc, những cái dồn nén đó, thì tình hình nó sẽ khác. Và sẵn đó thì mình cũng nhìn quanh xung quanh mình, từ bấy lâu nay mà mình còn có nhiều cơ hội để mình nói như vậy là tại vì có nhiều người chấp nhận. Đúng. Đúng có nhiều người cô dì chú thím nào đó là người ta chửi mà cái kiểu như là mắng yêu đó quý vị. Có một lần cô đi làm trợ lý nghiên cứu cho một cái chị người Mỹ từ gốc Việt, bà tới Sài Gòn thì bà ở nhà của cậu năm của bà có mợ năm ha. Thì có lần á, mợ năm nói giỡn ôm ôm chỉ rồi nói trời cái con đĩ này, cái con đĩ này, trời đất ơi, năm ơi, bà đâu có hiểu đâu quý vị. Cái bà cũng cười luôn,
Mãi về sau này, khi bà học tiếng Việt nhiều hơn và bà nghe nhiều cái tiếng lóng bình dân đó, bà mới hiểu cái từ đó nó thấy ghê lắm. Nhưng mà trong cái cảnh huống đó là nói cái dạng cưng cháu, cái bà nói cưng gì thấy ghê quá ha mi ha. Lúc đó đó chị mới phát hiện ra cái ý nghĩa của cái từ đó, cái chị mới kể cho tôi nghe như vậy quý vị. Thì có rất nhiều những cái cách nói, có rất nhiều những cách dùng từ đó. Tại vì tôi ở gần cái cô thứ bảy, thì cô có giữ một cái nhóm trẻ. Mỗi lần mà tôi lại mà tôi ăn cơm sớm mà tôi ngồi tôi nghe cổ chửi mấy đứa học trò đó, là tôi cũng phải tác ý đây là thanh âm thôi, đây là thanh âm thôi. Trời ơi, cái người này mà họ sống đúng thiệt theo cái lời mà họ nói vậy chắc kịp chết luôn á. Mà riết cái nó thành liệu đó quý vị, nó thành quán á. Cho nên là quý vị học, quý vị biết, quý vị còn trẻ nữa, thì mình tránh xa những cái điều đó ha. Lúc mình chưa có biết thì mình còn đổ lỗi là tại vì tôi lớn lên như vậy, tôi quen như vậy. Còn bây giờ mình biết, mình sống theo lý mà. Không có mắng hay yêu đâu nhỉ, mắng thiệt. Rồi sau cùng ha, là liên quan đến cái việc là giảm thiểu nói lời sạc nhảm và tăng cường trí tuệ. Biết điều chi làm tăng trí tuệ? 40 nhân. Nghe các cái video của sư sáng viên cũng được, hay là tìm lại ở trong cái các lớp tài năng có lòng thầy Dũng cũng gõ lên đó. Từ những nguyên nhân mà tôi nói như nó dễ thương, nó bình dị, nhất là giữ cho trong thân và ngoài thân được sạch sẽ. Nó cũng là một trong 40 nguyên nhân làm tăng cái trí tuệ. Rồi thứ hai là biết cái điều gì là sạm nhãng. Hai cái mảng này nó phải đi liền với nhau quý vị, tại vì có những người họ nói sàm, họ nói nhảm, họ hẳn có biết cái đó là sàm nhảm quý vị, tại vì họ không biết cái nào nó đúng, nó tốt hơn cái đó để họ nói cho anh, mà không nói thì nó buồn miệng khổ vậy đó. Biết cái sự lợi ích của trí tuệ. Biết cái sự tai hại của sự sàm nhãng. Cho nên nhiều lúc mình gặp những cái người mà hay nói sàm nhãng vậy đó, vì mình có thể la người ta, mình có thể nhắc người ta, nhưng mình cũng có thể chỉ cho người ta cái thứ nào nó hữu ích hơn. Để người ta suy nghĩ, ta đọc, ta học, tức là mình lái người ta sang những cái chủ đề mà nó có trí hơn đó. Nỗ lực xa lời sàm nhãng và nói lời trí tuệ. Và một trong những cái cách mà quý vị làm mà quý vị có thể không không có ý thức được luôn á, tức là quý vị học hết lớp này tới lớp nọ đó, thì cho dù là quý vị vô trong lớp á, quý vị có kể cái chuyện gì hài, quý vị có đặt một cái câu hỏi mà nó trên trời dưới đất đi chăng nữa, thì nó cũng hướng như cái việc học của mình. Cái gì hình dung không? Và nó chiếm hết cái thời gian của quý vị thì đâu còn thời gian đâu mà quý vị nói sao. Lợi ích ghê không? Thân cận và sống trong trí tuệ. Cải thiện từ sàm nhãng sang trí tuệ. Ừ. Thì với những cái người nào mà nặng quá đó con, thì mình giới thiệu cho người ta mà mình phải chỉ thêm cho người ta nữa đó. Rồi cái đó là liên quan đến cái chuyện mà sạp nhẹ với lại trí tuệ ha. Room này cũng có nhiều bạn nữ nè, cho nên là tôi phải mở ngoặc đơn là tôi nói thêm ha, cho dù là quý vị có chấp nhận hay là quý vị phải suy nghĩ lại rồi quý vị mới chấp nhận, thì
đa phần phụ nữ hay nói sạp nhảm. Mình quen nhìn thấy những cái mẫu hình phụ nữ xung quanh của mình là theo cái kiểu đó, mà mình cũng theo cái kiểu cục cưa cục cưa cục cưa. Cho nên là mình mà có cái yếu tố đó ít thì nhiều thì mình phải nhìn nhận, mình sửa đổi, chứ đâu phải ai cũng rảnh mà đến trong cuộc đời của mình để khiều mình nói vu nói sạp nhiều quá, vu bớt bớt lại vu cái gì cũng ít hơn. Đâu phải ai cũng rảnh như vậy đâu quý vị, và hiếm hoi lắm mới có những cái người như vậy xuất hiện trong cuộc đời của mình, tại mình sàm với người đó họ chạy mất tiêu đó quý vị hiểu không. Cho nên là mình phải phải set up cho mình cái chế độ là có cái sự soi xét nhận nhận diện lại để tinh chỉnh. Rồi mình gần những cái người nào mà họ có trí, họ có cái sự dứt khoát quyết đoán gãy gọn trong cái cách họ nói năng đó, mà họ nhắc cho mình phải biết ơn họ hả, chứ không phải là mình dây dây hoài luôn á, hiểu không. Thì dĩ nhiên là không những nữ mới sàm nhảm như vậy, mà ai mà nam mà có nhiều cái tính nữ quá đó là sàm còn bà cũng thiếp nữa. Nói chung là ai có cái này thì chỉnh đi ha. Không có dám gọi tên, tại vì bên đó chắc cũng nhột rồi. Ai mà chép rồi mà có câu hỏi thì cứ hỏi nhiều cái gì. 18 giờ bữa nay thì có lượng giá ha. Đây, có lượng giá thì vô lượng giá. Tối nay thì không đi cả nhà. Ừ đúng rồi, không sàm nhãm vô ích vô nghĩa, đều là nó hết đó. Mình có nhiều cách để mình mang lại tiếng cười cho người khác đó Trang, mà nó lại an toàn cho mình nữa, thì mình phải chọn lựa cách chứ. Chứ tự nhiên cái mình đem cái giới của mình ra để mình hy sinh vì cái tiếng cười sao phần nam giới này có muốn qua luôn đến cái phần của công nhận mình rất là cà khịa hướng đối tượng, nhưng mà có hai kiểu nói xấu với người ta tốt lên em không. Đó nó hỏi gì cũng hơi khó ha, nhưng mà hiểu. Ok, tức là khi á mà mình có cái ý kiều kệ hay là nhắc đến một ai đó thì đầu tiên trước hết là trong bản thân mình á phải rõ cái suy nghĩ, cái mục tiêu để mình giữ cho mình ở cái trạng thái chân chánh và an toàn. Rồi do mình làm cái việc đó với cái mục đích chân chánh như vậy thường, cho nên là cái người họ nghe cái điều đó họ cũng hiểu. Chẳng hạn như ở cái vai làm thầy làm cô đó thì làm chuyện này nhiều lắm, khịa nhiều lắm, cho nên là học trò nó cũng hiểu. Mà một cái người mà được khịa mối luôn đó con, một cái người mà khịa mà được khịa mối luôn đó thì người ta cũng hiểu, mà ta hiểu cái đó là tốt.
Còn ai mà làm cái chuyện đó với một cái ý xấu thì chịu. Nói giảm một chút thì vui hả? Vậy đó hả con? Bởi vậy giờ gặp cái đứa không biết nói nhảm là cái gì, nó cứ chiếu yêu con hoài. Quả của nghiệp rồi. Ok thăm. Hỏi gì nữa không trước khi mình nghỉ? Cái tứ thanh tịnh giới của con là quán tưởng tứ vật dụng đúng không? Phải, cái đó là một cái tên gọi khác của nó. Có thể là sẽ đi qua đến cái phòng tám giới. Ok. Vậy thì mình sẽ đi tiếp tám giới. Rồi ok. Rồi bữa nay tới đây không có gì ha. Giữ gìn sức khỏe. Mười thì mình chia ra mà cái giới cuối cũng hơi bị khó à, tức là không sử dụng tiền vàng đó. Cái gì phải có cặp bị giá nè, chưa may bữa đó đói à. Ok. Bye bye, bye bye.